Bài thứ 8 là xét xử phúc thẩm ạ. Thứ nhất là tính chất của phúc thẩm. Về tính chất của phúc thẩm được quy định tại điều 230 Bộ luật tố tụng hình sự. Điều 230. Trước khi xác định tính chất của phúc thẩm thì chúng ta hình dung như thế này là sau khi xét xử sơ thẩm thì bản án và quyết định của tòa án cấp sơ thẩm sẽ chưa có hiệu lực pháp luật ngay. Viện kiểm sát và những người có quyền lợi trong vụ án có thể thực hiện quyền kháng cáo hoặc là kháng nghị đối bản án. Và nếu trong trường hợp mà bản án sơ thẩm mà bị kháng cáo hoặc là kháng nghị thì sẽ làm phát sinh một cái thủ tục tiếp theo. Đấy chính là việc xét xử như nào? Phúc thẩm, là phúc thẩm. Như vậy thì phúc thẩm là gì đây? Ở trong quy định của điều 230 này thì chúng ta xác định về việc xét xử phúc thẩm. Một bạn đọc cho tôi cái điều 230 đi. Tiền Giang. Tiền Giang đọc cho tôi cái tính chất của phúc thẩm ở điều 230. Điều 230, tính chất xét xử phúc thẩm. Xét xử phúc thẩm là việc tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xem xét quyết định sơ thẩm mà bản án quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật. Bị cáo kháng cáo hoặc kháng nghị. Bị kháng cáo hoặc kháng nghị. Rồi, cảm ơn bạn. Như vậy thì chúng ta nhìn vào cái tính chất phúc thẩm và chúng ta gạch chân tôi cái từ này. Xét xử phúc thẩm là việc tòa cấp trên trực tiếp. Như vậy gạch cái từ chức cấp trên trực tiếp. Cấp trên trực tiếp. Thế thì thế nào là tòa cấp trên trực tiếp đây? Xét xử phúc thẩm là tòa cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc quyết định trong trường hợp bản án quyết định đó phải có kháng cáo hoặc là kháng nghị. Mà việc xét xử phúc thẩm là do tòa cấp trên trực tiếp. Như vậy tòa cấp trên trực tiếp là gì? Bạn nào lý giải được cái từ này? Thế nào là tòa cấp trên trực tiếp? Ví dụ như tòa án cấp tỉnh phúc thẩm, tòa án cấp huyện sơ thẩm. À đúng rồi. Thế như vậy thì tòa tối cao có được phúc thẩm án cấp huyện không? Hả? Kiên Giang? Không. Vì sao vậy? Tòa tối cao chỉ có xem xét lại cái bản án phúc thẩm của tòa án tỉnh mà theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm thôi. Nhưng mà tòa tối cao là tòa cấp trên vậy? Không phải trực tiếp. À đúng rồi. Như vậy rõ ràng trong trường hợp này tòa tối cao không có quyền phúc thẩm án cấp huyện là bởi vì quy định của luật là phải tòa cấp trên trực tiếp. Tòa cấp trên trực tiếp là tòa cấp trên một cấp thôi. Đó, một cấp tòa cấp trên trực tiếp. Như vậy theo đó chúng ta thể suy luận cho tôi này. Nếu theo quy định của tính chất này thì tòa cấp trên trực tiếp có quyền xử phúc thẩm, cụ thể là tòa cấp tỉnh sẽ phúc thẩm án của cấp huyện. Ha, tòa cấp tỉnh phúc thẩm án của cấp huyện. Tòa tối cao sẽ phúc thẩm án của cấp tỉnh. Tòa tỉnh sẽ phúc thẩm án của cấp huyện và tòa tối cao sẽ phúc thẩm án của cấp tỉnh. Như vậy chẳng hạn các huyện của các tỉnh thuộc Kiên Giang thì án mà bị kháng cáo kháng nghị thì tòa án tỉnh Kiên Giang sẽ giải quyết. Còn các huyện của Tiền Giang mà án mà bị kháng cáo kháng nghị thì do tòa án tỉnh Tiền Giang giải quyết. Tương tự như vậy thì bản án quyết định của các huyện nằm ở Cà Mau thì tòa án tỉnh Cà Mau sẽ giải quyết. Nhưng nếu như án của tòa tỉnh Cà Mau, của tỉnh Kiên Giang và tỉnh Tiền Giang đều bị kháng nghị thủ tục phúc thẩm thì sẽ do tòa tối cao xét xử phúc thẩm. Và tòa tối cao hiện nay sẽ xét xử phúc thẩm án của cấp tỉnh. Và chúng ta hình dung là tòa tối cao hiện nay có đến 3 tòa phúc thẩm đặt ở 3 miền Bắc Trung Nam. Miền Bắc đặt tại thủ đô Hà Nội, miền Nam đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và miền Trung đặt tại Đà Nẵng. Và ba cái tòa phúc thẩm của tòa tối cao này sẽ chia ra khu vực để xét xử phúc thẩm của án 64 tỉnh thành trong phạm vi cả nước. Nhưng mà các bạn đều là các tỉnh ở miền Tây, thì án của các tỉnh miền Tây mà bị kháng nghị hoặc kháng cáo theo trình tự phúc thẩm thì đều do tòa phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử hết ha. Đây là các tỉnh phía Nam đó, thì đều do tòa tối cao đặt tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử. Như vậy đấy là về tính chất của phúc thẩm. Rồi tôi hỏi các anh chị một câu tiếp. Là dựa vào tính chất này chúng ta trả lời một câu xem. Là như vậy thì thủ tục phúc thẩm có phải là thủ tục đương nhiên cho mọi vụ án hình sự hay không? Thủ tục phúc thẩm có phải thủ tục đương nhiên cho mọi vụ án hình sự hay không? Phúc thẩm có phải thủ tục đương nhiên cho mọi vụ án hình sự không? Không. À, vì sao vậy? Tiền ra. Nếu như không bị kháng cáo và kháng nghị thì không cần đến phải phúc thẩm. À, đúng rồi. Như vậy có nghĩa là cái thủ tục phúc thẩm không phải là thủ tục đương nhiên cho mọi vụ án hình sự. Mà cái thủ tục phúc thẩm này nó chỉ phát sinh trong trường hợp cái bản án đó là phải có kháng cáo hoặc gì nào? Kháng nghị ha.
Trong trường hợp không có kháng cáo kháng nghị thì phúc thẩm sẽ không phát sinh. Vì vậy nếu như tôi cho các bạn một câu, phúc thẩm là thủ tục đương nhiên cho mọi vụ án hình sự, nhận định trên là sai, hai nhận định sai. Rồi, như vậy đấy là cái tính chất. Và một ý nữa là trong cái phúc thẩm thì bản án và quyết định của tòa án cấp phúc thẩm sẽ có hiệu lực pháp luật ngay. Tôi nhắc lại này, bản án và quyết định của tòa án cấp phúc thẩm sẽ có hiệu lực pháp luật ngay. Nó khác với sơ thẩm. Là sơ thẩm thì sau khi tuyên án thì bản án và quyết định của tòa sơ thẩm sẽ chưa có hiệu lực pháp luật. Nhưng đối với phúc thẩm thì bản án và quyết định của tòa phúc thẩm được gọi là trung thẩm, tức là bản án quyết định đó sẽ có hiệu lực pháp luật ngay. Đó. Bản quyết định đó sẽ có hiệu lực pháp luật ngay. Như vậy đấy là các cái tính chất của phúc thẩm. Ha. Như vậy tôi nhắc lại này, phúc thẩm là việc tòa cấp trên trực tiếp thực hiện và xét xử lại đối với án sơ thẩm là trong trường hợp phải có kháng cáo hoặc kháng nghị. Và như vậy thủ tục phúc thẩm không phải là thủ tục đương nhiên cho mọi vụ án hình sự. Thủ tục này phát sinh là trong trường hợp phải có kháng cáo hoặc kháng nghị. Và trường hợp cuối cùng là bản án và quyết định của tòa án cấp phúc thẩm sẽ có hiệu lực pháp luật ngay sau khi tuyên án. Như vậy đấy là một số các cái tính chất của phúc thẩm. Và từ tính chất này tôi thấy rằng là việc xét xử phúc thẩm nó không phải là thủ tục đương nhiên, mà thủ tục đó phải là thủ tục có điều kiện. Điều kiện đó chính là phải có kháng cáo hoặc kháng nghị. Như vậy kháng cáo kháng nghị được xác định như thế nào đây? Ở cái phần về quyền kháng cáo kháng nghị. Quyền kháng cáo kháng nghị chúng ta xác định về chủ thể này. Ai là người có quyền kháng cáo đây? Đây, về các chủ thể có quyền kháng cáo này, chúng ta nhìn vào quy định của điều 231. Như vậy chúng ta xác định rõ các chủ thể kháng cáo rồi. Và các anh chị nhìn trong slide mà tôi cung cấp cho các anh chị đó, liệt kê rất đầy đủ, một bên là chủ thể có quyền kháng cáo, một bên là phạm vi. Đó, phạm vi kháng cáo phần nào là chỉ rất là rõ. Thế thì nhìn trong các chủ thể này, người ta sẽ có suy nghĩ này. Những người có quyền lợi trong vụ án có quyền kháng cáo hết, bị cáo này, người bị hại này, nguyên đơn này, bị đơn này, người có quyền nghĩa vụ liên quan này, rồi người bào chữa này, người bảo vệ quyền lợi của đương sự này, rồi người được tòa tuyên bố là vô tội cũng có quyền kháng cáo luôn. Đó, đây là những chủ thể có quyền kháng cáo. Người làm chứng có quyền kháng cáo không? Tiền Giang? Người làm chứng có quyền kháng cáo không? Đó là có. Người làm chứng hả? Kháng cáo phần nào em? Tiền Giang thì có. Kiên Giang trả lời này có hay không? Không ạ. À, còn Cần Thơ? À, còn Cà Mau? Không rồi. À, đúng rồi. Người làm chứng không có quyền kháng cáo đâu các bạn, bởi vì người làm chứng là người không có quyền lợi trong vụ án nên không có quyền kháng cáo. Quyền kháng cáo là phải rơi vào những chủ thể mà có lợi ích trong vụ án, bởi vì kháng cáo để bảo vệ lợi ích của mình. Nào, vì vậy ai có lợi ích trong vụ án thì thực hiện cái quyền kháng cáo này. Còn những người không có lợi ích là không quyền kháng cáo, bao gồm người làm chứng là không có quyền kháng cáo này, người giám định là không có quyền kháng cáo này, rồi người phiên dịch không có quyền kháng cáo. Cho nên là nhớ nha, khi muốn biết được chủ thể có quyền kháng cáo hay không, chúng ta phải nhìn vào điều 231 ha, điều 231. Thế trong các chủ thể kháng cáo này các bạn sẽ thấy có một cái người mà các bạn hơi ngạc nhiên là người được tòa sơ thẩm tuyên bố vô tội. Nhiều người bảo tuyên bố vô tội việc gì phải kháng cáo. Thực sự mà nói thì cái người mà được sơ thẩm tuyên bố là vô tội thì bản án của họ vẫn chưa có hiệu lực pháp luật. Về tâm lý chung thì những người này họ mong cái án đó mau có hiệu lực pháp luật để mà mình xác định là không có tội. Thế nhưng mà cũng có những người họ cảm thấy là bản án đó lập luận về lý do là vẫn chưa thỏa đáng. Ví dụ họ là những người không thực hiện hành vi nguy hiểm. Thế nhưng mà tòa sơ thẩm lập luận rằng là hành vi của họ có nguy hiểm và trên mức độ về xử lý hình sự. Và họ cảm thấy nhận định như vậy là ảnh hưởng đến danh dự của mình. Thế nên họ yêu cầu là chỉnh sửa bằng cách là yêu cầu kháng cáo, tức là yêu cầu lưu lý do về kháng cáo đó là phải cải sửa cái phần lý do nhận định là họ không có tội. Để làm sao đó cái uy tín danh dự của họ là được bảo tồn. Đó, mục đích của cái trường hợp quy định nó là như vậy. Nhưng mà trong thực tế hiện nay thì ai mà được tòa sơ thẩm tuyên là vô tội rồi thì rất là mừng, đúng nào? Chẳng ai có đủ sức để đi kháng cáo đâu các bạn. Đấy là trường hợp mà luật thì vẫn quy định thôi, nhưng thực tế là hầu như không có ha, không có trường hợp này. Rồi, đấy là chủ thể kháng cáo. Về chủ thể kháng nghị này, đây, chủ thể kháng nghị được quy định ở điều 232 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Và nếu theo điều 232 thì chủ thể kháng nghị bao gồm có hai loại chủ thể. Một là viện kiểm sát cung cấp và hai là viện kiểm sát cấp trên trực tiếp đều có quyền kháng nghị bản án và quyết định của tòa án theo trình tự phúc thẩm. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn. Tất cả các tỉnh của chúng ta đều có cái huyện Châu Thành thì Tiền Giang có. Không biết là ở Kiên Giang có Châu Thành không? Hả? Kiên Giang có Châu Thành không? Có rồi. Thế còn Cà Mau? À, Cà Mau có Châu Thành phải không? Tôi có lấy ví dụ đi. Là giả sử như bản án của Tòa án Nhân huyện Châu Thành của tỉnh Kiên Giang mà xét xử sơ thẩm
Nếu bản án của tòa án huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang mà bị xét xử sơ thẩm thì tòa nào thì viện kiểm sát nào có quyền kháng nghị đây? Một là viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, hai là viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đều có quyền kháng nghị bản án của tòa nhân huyện Châu Thành, bởi vì viện kiểm sát huyện Châu Thành là viện kiểm sát cung cấp, còn viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang là viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. Tương tự như vậy, nếu bản án của huyện nhân dân của tòa án nhân dân huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang mà xét xử sơ thẩm thì bản án đó có thể bị một là viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang kháng nghị, hai là có thể bị cả viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang kháng nghị, gọi là viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. Như vậy quyền kháng nghị đối với bản án sơ thẩm ở trong trường hợp này có hai viện kiểm sát, một là viện kiểm sát cung cấp và hai là viện kiểm sát cấp trên trực tiếp ha. Đấy là quy định về chủ thể kháng nghị. Vấn đề thứ hai là về thủ tục và thời hạn. Về thời hạn kháng cáo này, thời hạn kháng cáo có tham khảo quy định của điều 234 hay điều 234. Trong cái quy định về thời hạn kháng cáo, chúng ta hiểu chung đó là thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Còn nếu như họ vắng mặt thì thời hạn cũng là 15 ngày, nhưng mà kể từ ngày bản án được giao hoặc được niêm yết tại Ủy ban nhân dân xã phường nơi họ cư trú. Đó. Như vậy kháng cáo là 15 ngày nói chung ha, 15 ngày nói chung. Phần này có phải nói rõ nữa không? Thời hạn là rõ rồi nha. Thời hạn kháng nghị là bao nhiêu? Thời hạn kháng nghị. Thời hạn kháng nghị ở đây được quy định làm hai trường hợp. Kháng nghị đối với viện kiểm sát cung cấp và kháng nghị đối với viện kiểm sát cấp trên trực tiếp. Nếu viện kiểm sát cung cấp mà kháng nghị thì thời hạn kháng nghị là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Còn nếu như đối với viện kiểm sát cấp trên trực tiếp thì thời hạn kháng nghị là 30 ngày kể từ ngày tuyên án. Đó. Cung cấp là 15 ngày, còn cấp trên trực tiếp là 30 ngày. Về thủ tục. Về thủ tục này. Thủ tục kháng cáo. Sau khi học vấn đề này có thể về tư vấn cho người kháng cáo được rồi. Người kháng cáo có thể kháng cáo bằng đơn cũng được, mà kháng cáo bằng miệng cũng được. Người kháng cáo nếu bằng đơn thì gửi đơn đến tòa án đã xử sơ thẩm hoặc là tòa án phúc thẩm. Đó. Đơn thì pháp luật không đưa ra một cái mẫu đơn nào hết, ha, không có mẫu đơn nào hết. Đơn thì chỉ cần thể hiện ý chí là người kháng cáo đó yêu cầu kháng cáo phần nào của bản án, đó, chứ không cần phải mẫu đơn nào. Và như vậy cái quy định của luật chúng ta hiện nay là kháng cáo rất đơn giản. Và chính quy định về thủ tục kháng cáo đơn giản thì cái người mà bảo vệ quyền lợi thông qua thủ tục kháng cáo này cũng sẽ thuận lợi hơn. Ha. Như vậy thủ tục kháng cáo hiện nay rất đơn giản, không có mẫu đơn, ha, không có mẫu đơn. Thậm chí khi kháng cáo họ không làm đơn, họ kháng cáo bằng miệng cũng được. Nếu trong trường hợp kháng cáo bằng miệng cái này thì họ trình bày với tòa án sơ thẩm và tòa sơ thẩm sẽ lập biên bản về cái việc kháng cáo này. Đó, như vậy tôi nhắc lại, kháng cáo bằng đơn thì gửi cho tòa sơ thẩm hoặc tòa phúc thẩm, còn nếu kháng cáo bằng miệng thì trình bày với tòa sơ thẩm và tòa sơ thẩm sẽ lập biên bản về việc kháng cáo này. Như vậy bạn nào mà muốn tư vấn cho việc làm đơn kháng cáo thì chúng ta chỉ cần tư vấn bằng cách này là mặc dù đơn thì không có mẫu, thế nhưng mà chúng ta có thể chỉ cho họ bài bản một chút. Đó là đơn kháng cáo cũng ghi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Rồi đơn kháng cáo, tôi tên là cái gì đó, cư ngụ tại đâu, đúng nào? Rồi là nguyên đơn hay là bị cáo trong vụ án, đã được tòa án sơ thẩm xét xử ngày tháng năm nào. Rồi tại bản án sơ thẩm đó đã tuyên phạt như sau, nay không đồng ý, yêu cầu được xét xử lại phúc thẩm. Thế như vậy phần đó là coi như là xác định. Và cuối cùng là người làm đơn kháng cáo ký tên là coi như xong. Như vậy đấy là cái thủ tục về kháng cáo bằng đơn ha. Như vậy kháng cáo bằng đơn thì thật sự nó cũng không yêu cầu bất cứ theo một yêu cầu chung nào hết. Thế còn đối kháng nghị thì sao? Đối thủ tục kháng nghị này, đối với việc kháng nghị thì phải bằng văn bản. Đó, kháng nghị bằng văn bản. Nếu như người kháng cáo có thể bằng đơn hoặc bằng miệng thì kháng nghị bằng văn bản. Cái văn bản này là phải nêu lý do là vì sao kháng nghị. Như vậy thì viện kiểm sát khi kháng nghị là phải chỉ rõ là tòa sơ thẩm đã sai phạm chỗ nào để chúng ta áp dụng trường hợp. Như vậy đặc trưng của kháng nghị là kháng nghị bằng văn bản và có nêu rõ lý do. Và văn bản này gửi đến cho tòa án đã xử như nào? Sơ thẩm. Như vậy kể cả tòa cấp trên trực tiếp, kể cả viện kiểm sát cấp trên trực tiếp và viện kiểm sát cung cấp khi kháng nghị đều phải kháng nghị bằng văn bản hết và nêu rõ lý do chuyển đến tòa án xử như nào? Sơ thẩm. Hiện nay nếu trong thực tiễn thì tỷ lệ kháng cáo đối với án sơ thẩm chiếm tỷ lệ rất là cao, nhưng mà tỷ lệ kháng nghị thì thấp thôi. Đó, bởi vì viện kiểm sát kháng nghị là phải có lý do,
còn người kháng cáo thì không cần trình bày lý do vì sao kháng cáo hết. Rồi, như vậy đấy là về vấn đề liên quan đến cái quy định về thủ tục kháng cáo, ha, thủ tục kháng cáo kháng nghị. Rồi, chúng ta sang cái phần tiếp theo là phần xét xử phúc thẩm. Phần xét xử phúc thẩm ta nghiên cứu về những quy định chung. Quy định chung của phúc thẩm có một số quy định. Quy định thứ nhất là về phạm vi xét xử phúc thẩm. Phạm vi xét xử phúc thẩm được quy định ở điều 241. Điều 241. Và nếu theo phạm vi xét xử phúc thẩm thì tòa án cấp phúc thẩm sẽ xem xét nội dung kháng cáo kháng nghị. Và nếu thấy cần thiết thì tòa phúc thẩm có thể xem xét những phần không bị kháng cáo kháng nghị. Như vậy thì cái phạm vi xét xử phúc thẩm này, các anh chị đọc cho tôi cái điều 241. Và theo điều 241 chúng ta sẽ hiểu thế này. Là án sơ thẩm bị kháng cáo kháng nghị phần nào thì phúc thẩm xem xét phần đó. Những phần không có kháng cáo kháng nghị thì phúc thẩm không xem xét, trừ trường hợp cần thiết. Giờ tôi lấy ví dụ này. Giả sử ABC bị tòa sơ thẩm xử phạt. Sau đó A kháng cáo, B kháng cáo, còn C không kháng cáo. Như vậy nếu như A kháng cáo, B kháng cáo thì tòa án phúc thẩm chỉ xem xét phần của A và B. Còn phần của C thì tòa phúc thẩm không xem xét, A không xem xét. Như vậy thì rõ ràng trong trường hợp này cái phần của A và B đó được gọi là phần có kháng cáo kháng nghị, ha, còn phần của C được gọi là phần không kháng cáo kháng nghị. Như vậy về nguyên tắc thì tòa phúc thẩm chỉ xem xét phần có kháng cáo kháng nghị thôi, còn những phần không kháng cáo kháng nghị thì không xem xét trừ trường hợp cần thiết. Thế thì trường hợp cần thiết là gì? Ta ghi tôi một câu thế này. Trường hợp cần thiết là trường hợp, trường hợp cần thiết là trường hợp có căn cứ, có căn cứ để sửa án theo hướng có lợi cho bị cáo. Trường hợp cần thiết là trường hợp có căn cứ để sửa án theo hướng có lợi cho bị cáo không kháng cáo hoặc không bị kháng cáo kháng nghị. Trường hợp cần thiết là trường hợp có căn cứ để sửa án theo hướng có lợi cho bị cáo không kháng cáo hoặc không bị kháng cáo kháng nghị. Trường hợp cần thiết là trường hợp có căn cứ để sửa án theo hướng có lợi cho bị cáo không kháng cáo hoặc không bị kháng cáo kháng nghị. Rồi, như vậy là về phạm vi xét xử phúc thẩm. Vậy tôi nhắc lại này, phạm vi xét xử phúc thẩm là tòa án cấp phúc thẩm sẽ xem xét nội dung kháng cáo kháng nghị. Còn trong trường hợp mà bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị thì tòa phúc thẩm sẽ xem xét cái phần đó nếu rơi vào trường hợp cần thiết. Mà trường hợp cần thiết phải là trường hợp theo hướng có lợi cho bị cáo. Tôi lấy ví dụ thế này. ABC bị xử. Bây giờ AB thì kháng cáo, còn C không kháng cáo. Nhưng mà AB kháng cáo là xin giảm hình phạt. Và tòa phúc thẩm nhận định là có căn cứ để giảm hình phạt cho cả AB và C. Như vậy nếu có căn cứ để giảm hình phạt cho cả AB và C thì trường hợp này tòa phúc thẩm sẽ giảm cho cả AB và C. Và trường hợp giảm cho C đó người ta gọi là trường hợp cần thiết, mặc dù là không có kháng cáo hoặc như nào kháng nghị. Vì vậy nếu như bị cáo nào hỏi là tôi không kháng cáo bản án, người khác cũng không kháng cáo của tôi, thế nhưng vậy thì có khi nào mà tòa xử theo bất lợi cho tôi hay không, thì phải nhớ một điều là không bao giờ, ha, không bao giờ được quyền này hết. Như vậy đấy là về trường hợp quy định thứ nhất. Trường hợp thứ hai là về thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm. Về thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm được quy định tại điều 244 Bộ luật Tố tụng hình sự. Bây giờ các bạn mở điều 244 ra để xem về cái thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm luật quy định như thế nào đây. Về hội đồng xét xử phúc thẩm thì luật quy định ở đây có hai trường hợp. Mời Kiên Giang đọc cho cô cái điều 244 ra để cho tất cả ba trung tâm cùng nghe. Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm 3 thẩm phán, là trong trường hợp cần thiết có thể thêm 2 hội thẩm. À rồi, cảm ơn bạn. Như vậy chúng ta nhìn đến cái sơ đồ mà tôi vẽ này. Thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm thông thường là 3 thẩm phán, 3 thẩm phán. Thế còn đối với vụ án mà trong trường hợp mà cần thiết thì ngoài 3 thẩm phán ra có thể có thêm 2 hội thẩm. Như vậy cái trường hợp cần thiết này thì luật không quy định là trường hợp nào. Và sự tham gia hội thẩm trong trường hợp này có thể cũng được mà không cũng được. Như vậy điều đó muốn nói rằng là đa số hội đồng xét xử phúc thẩm hiện nay là chỉ xét xử với như nào? 3 thẩm phán. Còn trường hợp cần thiết hiện nay có thể là trường hợp liên quan đến vụ án mà ở đó nó có đưa vào một số trường hợp tôi gọi là nhạy cảm, ví dụ chẳng hạn như liên quan đến vấn đề về chính sách dân tộc hoặc tôn giáo chẳng hạn, thì những trường hợp đó có thể có sự tham gia của hội thẩm. Và sự tham gia hội thẩm này cũng không mang chất gì nào
bắt buộc ha, không hạn chế bắt buộc. Như vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Hội đồng xét xử phúc thẩm chủ yếu là gì nào? Thẩm phán và không có sự tham gia của hội thẩm trong trường hợp bình thường ha, mà chỉ có sự tham gia hội thẩm khi cần thiết mà thôi. Như vậy đấy là cái quy định nó khác biệt hẳn với như nào? Sơ thẩm ha, khác biệt với sơ thẩm. Rồi, như vậy thì ở cái phần phúc thẩm này chúng ta sẽ xác định thêm một nội dung nữa thôi ha, một nội dung nữa thôi. Về phần quyền hạn. Phần quyền hạn của tòa cấp phúc thẩm. Phần quyền hạn của tòa án cấp phúc thẩm. Ở đây chúng ta lưu ý là khi mà xét xử lại án sơ thẩm thì tòa phúc thẩm có những quyền sau đây. Một là quyền y án, quyền y án. Quyền y án. Khi nào thì phúc thẩm có quyền y án đây? Chúng ta đọc cho tôi cái điểm A khoản 2 của điều 248 này này, quy định y án này. Nếu như trong trường hợp bản án sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật thì tòa án cấp phúc thẩm sẽ không chấp nhận kháng cáo kháng nghị và giữ nguyên án sơ thẩm thì người ta gọi là quyền y án, hay quyền y án. Như vậy tôi nhắc lại này, nếu bản án sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật thì tòa phúc thẩm sẽ không chấp nhận kháng cáo kháng nghị và giữ nguyên án sơ thẩm. Và đây người ta gọi là quyền như nào? Y án, hay quyền y án. Quyền y án. Thứ hai là quyền sửa án. Phần sửa án này thì chúng ta lưu ý tôi là nó có hai trường hợp. Một là sửa án theo hướng nhẹ hơn và hai là sửa án theo hướng nặng hơn. Về phần sửa án sơ thẩm thì chúng ta lưu ý là chúng ta đọc với tôi quy định của điều 249 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. À, 249. Quy định về sửa án sơ thẩm theo hướng nhẹ hơn. Và khoảng 3 của điều 249 là quy định về sửa án theo hướng nặng hơn. Tôi nhắc lại, về quyền sửa án thì chúng ta đọc cho tôi hai điều luật là sửa án theo hướng nhẹ hơn quy định ở khoản 2 của điều 249 và sửa án theo hướng nặng hơn được quy định tại khoản 3 của điều 249. Rồi một bạn đọc cho tôi cái trường hợp quy định ở khoản 3 của điều 249 về trường hợp nặng hơn một chút. Ai đọc, ai mở thấy khoản 3 điều 249 rồi? Kiên Giang hả? Kiên Giang rồi. À, Kiên Giang đọc rõ lên đi. Ở trong trường hợp viện kiểm sát kháng nghị hoặc người bị hại kháng cáo yêu cầu thì tòa án cấp phúc thẩm có thể tăng hình phạt áp dụng điều khoản của luật hình sự về tội nặng hơn, tăng mức bồi thường thiệt hại nếu có. Rồi, cảm ơn. Kháng nghị của viện kiểm sát. Rồi, cái đó là đúng rồi. Hoặc của người bị hại đúng không? Hoặc kháng cáo người bị hại phải không? Rồi, bạn dừng đó được rồi. Như vậy chúng ta nhớ cái trường hợp mà sửa án theo hướng nặng hơn quy định ở khoản 3 của điều 249 đó là trong trường hợp có kháng nghị của viện kiểm sát hoặc kháng cáo của người bị hại thì tòa cấp phúc thẩm có thể tăng hình phạt hoặc áp dụng điều khoản về tội nặng hơn hoặc có thể là tăng mức bồi thường thiệt hại. Đấy người ta gọi là trường hợp sửa án theo hướng như nào? Nặng hơn. Như vậy đến đây chúng ta nhớ một điểm, phúc thẩm không có nghĩa chỉ là giảm nhẹ mà phúc thẩm vẫn có thể theo hướng như nào? Nặng hơn nha, phúc thẩm thể theo hướng nặng hơn. Cho nên đừng có nghĩ phúc thẩm là phải nhẹ nha. Đó. Rồi cái quyền cuối cùng là quyền liên quan đến về vấn đề về hủy án, quyền hủy án sơ thẩm. Về quyền hủy án sơ thẩm thì chúng ta đọc của tôi hai điều luật. Một là hủy án sơ thẩm quy định ở điều 250 và hai là hủy án sơ thẩm quy định ở điều 251. Hủy án sơ thẩm ở điều 250 là hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại. Tôi nhắc lại này, quyền hủy án sơ thẩm thì có hai nội dung. Một là hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại được quy định ở điều 250. Và hai là hủy án sơ thẩm để đình chỉ vụ án được quy định ở điều 251. Tôi nhắc lại ha, quyền thứ ba của hội đồng giám của hội đồng phúc thẩm đó là quyền hủy án sơ thẩm. Trong quyền hủy án sơ thẩm thì chúng ta xem xét hai trường hợp. Một là tòa án cấp phúc thẩm có quyền hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại được quy định ở điều 250. Và hai là tòa án cấp phúc thẩm có quyền hủy án sơ thẩm để đình chỉ vụ án được quy định ở điều 251. Như vậy chúng ta có hai trường hợp, một là hủy án điều tra xét xử lại và hai là hủy án để như nào? Đình chỉ vụ án. Như vậy đây là hai trường hợp khác nhau. Bây giờ trong trường hợp thứ nhất, một bạn sẽ đọc cho tôi rõ quy định của các trường hợp hủy án để điều tra xét xử lại ở điều 250. Xin mời Cà Mau. Điều 250.
khi nào thì tòa phúc thẩm có quyền hủy án sơ thẩm và điều tra xét xử lại đây? Tại bản 1, tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại khi nhận thấy việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được. Rồi, đấy là điều tra để đấy là hủy án để điều tra lại. Còn khoản 2. Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại ở cấp sơ thẩm với thành phần hội đồng xét xử mới trong những trường hợp sau đây. Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm không đúng luật định hoặc có vi phạm nghiêm trọng khác về thủ tục tố tụng. B. Trường hợp tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố không có tội nhưng có căn cứ cho rằng người đó đã phạm tội. Rồi, cảm ơn bạn. Như vậy là được rồi. Như vậy chúng ta sẽ có hai trường hợp hủy án để xét xử lại và một trường hợp hủy án điều tra lại. Hủy án điều tra lại là trong trường hợp nhận thấy ở điều tra cấp sơ thẩm không đầy đủ mà phúc thẩm không thể bổ sung được. Còn hủy án để xét xử lại là chúng ta có một là vi phạm về thành phần hội đồng xét xử hoặc vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng khác. Và trường hợp thứ hai là đối với người mà được tòa sơ thẩm tuyên bố là vô tội nhưng có căn cứ cho rằng họ có gì nào? Có tội. Như vậy đấy là trường hợp hủy án để mà điều tra và xét xử lại, đúng nào? Và chúng ta có trường hợp hủy án để đình chỉ vụ án. Hủy án đình chỉ vụ án trường hợp nào đây? Chúng ta xem cái điều 251 hay điều 251. Bây giờ mời Kiên Giang đọc cho tôi cái điều 251 quy định về hủy án để đình chỉ vụ án. Ở 251, đúng rồi. Khi có một trong những căn cứ quy định tại điểm 1 và điểm 2 điều 107 của bộ luật này, thì tòa án cấp phúc thẩm hủy bản sơ thẩm, tuyên bố bị cáo không có tội và đình chỉ vụ án. Rồi. Nếu có một trong những căn cứ quy định tại các điểm A, 4, 5, 6 và 7, điều 107 của bộ luật này thì hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án. Rồi, cảm ơn bạn. Như vậy thì tòa án cấp phúc thẩm có quyền hủy án sơ thẩm, một là hủy án sơ thẩm tuyên bố không có tội và đình chỉ vụ án khi có căn cứ điểm 1, điểm 2 của điều 107. Còn các căn cứ còn lại là điểm 3, 4, 5, 6, 7 của điều 107 thì hủy án và ra quyết định đình chỉ thôi chứ không tuyên bố bị cáo không có tội. Như vậy ở đây có hai trường hợp ha. Như vậy chúng ta về tham khảo thêm quy định của điều 251 để xác định các trường hợp hủy án và đình chỉ. Như vậy thì tóm lại thì toàn bộ cái phần phúc thẩm chúng ta chỉ nghiên cứu các cái vấn đề đó thôi. Thế còn các vấn đề sau thì các anh chị chúng ta không phải đọc.